Mình với bà xã mình ăn ở trong công viên nha cả nhà. Cái này đúng mà, món này là phải ăn ở công công viên nha. Nè, bông nè, công viên. Người tào lao làm cho tôi đâu có mà quẩn mà nói lại hai ba lần đâu trời. À, chưa làm được mà tự tao nói ăn này là không có cho lương bậm gì trơn á. Hả mẹ da, nhét xương như mẹ. Chào quý diễn giả, bữa nay mình làm ếch núp lùm. Ếch nó không phải là ếch núp lùm mà kêu là ếch gì nè. Trốn tìm, ếch trốn ếch tìm. trong giờ áo gì đó, rơm gì đó, quên lại. Thôi kêu ếch núp lùm đi. Bây giờ mình nước. Tỏi hành phơi tím tỏi, mà. Hành tím. Cái này mình chiên lên hay sao mẹ? Chiên. Mềm vô. Giờ chút chút xíu đường thôi cho nó có hậu một chút thôi. Gì để cho nó thấm hả mẹ? Để gì cho nó thấm rồi cái mình bỏ bột bột chiên giòn vô xả lạc cho dập cho nó. Làm món gì vậy em? Làm món gì? Ếch gì? À, cả nhà ơi, đáng lẽ là cái món này là ếch núp trong rơm ha, không ếch có ủ trong rơm á, nhưng mà đúng là có nó là đúng mà theo nhân gian mà đúng hồi xưa giờ là đúng nó cái món này là anh đi tìm em ha, anh đi tìm em mới đúng nha, phải tìm mới ra được em nha, em núp trong rơm không à, trong lùm mà trong bụi á. Đúng không, tự nghĩ ra cái món này phải không, cái món là em trốn anh phải không, là anh đi tìm em đúng không? Cái món này đúng là nói vậy thôi. Cái món ăn bó giờ còn chưa nghe. Trời ơi, thì sao? Cái món ăn mà anh trốn em đi tìm anh. Đây nè, để nói cho nghe nè. Ếch á, nè. Kêu bằng ếch núp lùm. Ếch núp lùm là biểu tượng cho làm không? Đùi ếch là một người phụ nữ, không? Ví dụ nó là nó cái kiểu cái câu chuyện nó có, không? Tại sao phải núp? Không? Hỏi cho tôi. Đúng không? Không có đùi nào đẹp bằng đùi ếch chứ không? Nữ cũng vậy nữa, mà đùi mà đùi ếch là đẹp à, phải không? Nam cũng vậy, nam cũng vậy, đùi mà đùi ếch là đẹp, đúng không? Bởi vì cái này nó có cái ý nghĩa không? Không. Hết này ếch tập gym. Em trốn anh đi tìm em, không? Đúng của nó là vậy thôi. Là món ăn này có tên là anh trốn em đi, em trốn anh đi tìm em. Cái món này đúng có cái nghĩa của nó là anh đi tìm em. Em trốn anh đi tìm em. Đúng rồi, em trốn anh phải không? Em trốn phải không? Anh sẽ đi tìm em, không? Nhưng mà nên nhớ khi cái món này đặc biệt nha, khi mà mình đưa lên cái dĩa đó là mình phải lú lú cái chân lên mới không? Mới tìm được. Không. Mắt theo ai tìm được. Để ngồi nè, để ngồi làm xong phải không? Mình cho mấy em núp á là lòi cái chân lên nha. Lòi cái chân lên đó là mình tìm mới ra được. À. Tao đón em nào đẹp nữa chứ bộ, phải không? Lôi ra. Coi em nào đẹp á lôi ra, phải không? Khi mình làm xong á cả nhà, cái mình chùm cái rơm nó lên nó là cái xả lên đó phải không? À, làm rất là ngon nha. Lội chân lên, bắt đầu là mình đi tìm. Cái anh mà vô quán nhà ăn uống này cái nhậu nhẹt á đi tìm. Anh đi tìm em mà. Tìm lôi ra. Không coi em nào chân đẹp phải không? Lôi ra, phải không? Lực của nó là vậy thôi. Không? Bởi vì cái món này mới có là anh đi tìm em. Cái món này mà anh đưa lên YouTube mình đặt cái tên chắc mắc cười lắm nè. Không không đâu, cứ đặt là anh đi tìm em thôi. Bà bá làm món ăn em trốn anh đi tìm em. Món này tên cũng dài dòng nữa. Không. Em trốn anh đi phải tìm. Cái anh đi tìm em. À. Món ăn là em trốn phải anh đi tìm em. Chấm. Phải thì chấm nữa. Không, chấm thì nó hơi lâu, phải nghe là mình quyết định mình đi tìm luôn à. Cái này vô quán kêu món anh đi tìm em. Anh đi tìm em thôi. Ở không cần trốn gì trơn á. Tại đã trốn rồi còn gì nữa không? Có trốn mới đi tìm phải không? Rồi, món này anh đi tìm em. Giờ xong, chốt. Giờ chốt ha. Chốt. Giờ món xong. Này là em trốn anh đi tìm em. À, không có em trốn. Bỏ em. Anh đi tìm em. Món này là chốt cuối cùng là anh đi tìm em đúng anh không? Anh đi tìm em. Rồi. Món anh đi tìm em. Trời ơi, nhưng mà khi mà trưng bày là phải lòi chân nha. Lội mấy chân nha. Rồi chân lội. Rồi tiễn em nào chân đẹp là cái lôi ra. Rồi ok. Nhiều khi không phải là mình cứ lôi hoài lôi mãi phải không? Rồi dọn ngoài chứ. Lôi ra nào hết dĩa thôi. Rồi ra ngoài dọn cho mẹ làm gì cha. Rồi thôi, tiến hành đi thôi. Rồi này đi, lên đường. À, bây giờ á là bắt đầu mình bỏ vô một chút bột chiên giòn á để mình xóc nó lên mình chiên.
Rồi, chào cả nhà, các con, các cháu. Đây, thành quả của mấy bữa nay làm vất vả, cháy mặt cái trơn, hàng cái cháy hết trơn. Tại làm nó có mình chơi thể thao cho nó khỏe. Đó, thì cũng... Đây là vàng tạ mà cha Duy mượn ngày em cha? Cũng cỡ đó, lai dai cũng cả chục ngày à. Làm có 10 ngày. Mà. Là cha Duy luôn nha, là tự làm hết tất cả luôn nha cả nhà. Trừ mấy cái viên tạ ra thôi nha. Nè, thấy không? Nè, ta năng nè, thấy không? Thiết kế. Nè, rút ra, thấy không? Rút ra. Rồi. Nằm tập ha. Nằm tập, rồi, đẩy ngược trên nè. Đó, lên, nhắc này lên. Cắn này vô đây. Nè, trên, ha. Là nằm đẩy ngược trên ha. Đẩy trên, ngược dưới. Là cha Duy là 10 ngày là cha Duy hàng xong cái này nè. Sắt này kia, da phế liệu á, mua cũ lại á. Giờ cái mấy cái này hàng á, chưa bắt dít hết trơn luôn á. Lắp ráp. Này đa năng luôn đó, cái kia là hết xào đơn. Cha hết thử đây cha. Đầy đủ luôn. Đó, cha Duy hàng một cái là đầy đủ luôn. Mình đánh đừng trăm mấy chục cái đó. Đánh xong cái lên máu luôn. Rồi, đó. Sao mẹ, ok không? Giòn không? Giòn đó. Ít mà. Bột. Rồi, vậy là được ha. Thấy ngon quá trời á. Nè nón nè em, nắng á, nắng nó đen hết trơn. Đen ăn kiếm mà khác. Nữa phải mua đồ thái rồi chắc lấy đồ thái đồ uống rồi cho nó trắng da quá. Là mấy nàng tắm dầu nha. Giòn hồi mấy nàng tắm dầu, mấy nàng trốn á, mình đi mấy anh đi tìm em. Ừ, màu ngon lắm cha, ra đây nha. Y chang là chiên nước mắm luôn á. Y chang là ớt chiên nước mắm luôn á. Chiên vừa vàng tới như nè, chứ vàng quá nó khô. Vàng quá nó khô con ớt nha cả nhà. Chút bột. À, cái xả này mình phải trộn chút bột chiên giòn nữa ha mẹ ha. Ừ. Ôi. Gì nè, nó mới giòn mẹ. Cái nhà ơi, mình tưới cái vàng bầu của mình nè. Để cho nó đủ nước lại để cho vô mau lớn đó cả nhà. Cho đủ nước đó mau lớn á. Thấy không? Mình cải thiện cuộc sống mà đời sống mà. Mình tưới những cây mít nè, cái cây này đu đủ nữa nè. Đủ có trái nè cả nhà. Đây đủ nè, có trái nè. Đẹp quá trời luôn nè. Đủ có trái nè. Đó, đủ có trái rồi. Trái đẹp không? Dễ thương không? Mình làm xong mình ra công viên ăn cho nó mát đi em ơi. Đi. Lẹ đi. Không mấy khách sạn hàng sau nữa đi. Thôi, công viên. Bây giờ cơm công viên cơm là luôn. Của Lê Thị Tiên. Hơi đạp bông của ta đi không? Rồi, xong rồi, ngồi xuống. Gác lên da thôi. Thôi mệt. Đưa cái mặt lên da thôi. 2, 3. Cười. Xàm sợ luôn. Mẹ, cười mẹ. Gì mẹ? Dạ. Em gác mặt lên da anh đi. Đây công viên chốn hẹn hò, chứng kiến bao lời thời, tình yêu vừa lớn ngôi. Món này là ếch núp dưa dơm á cả nhà. Nhưng mà cái này mình kêu dơm chứ cái này là xả. Xả nha cả nhà, này xả chiên giòn nha. Mình chiên xé ra chiên giòn nha cả nhà. Là mình làm dơm. Mà thật sự là không có gì đẹp bằng nghệ thuật, là coi như là nếu mà nói mà cuộc sống ở đời đó là người phụ nữ đẹp là cũng nhờ cái chân ếch và đùi ếch ha. Thì bây giờ món này là món ăn của tình yêu nha cả nhà, món ăn tình yêu, món anh đi tìm em. Bây giờ mình tìm là tìm từ ở chân mình lôi ra nè, đó coi nàng nào đẹp là mình quất trước. Là cái con cái cháu nè, coi chân này, là chân mày trắng rồi nha, chân mày trắng rồi nha, chân trắng rồi, lôi ra coi. Em núp từ sáng bây giờ nha. Đó, ngon cả nhà, ngon không? Đó, anh đi tìm em núp ở chỗ nào, em núp ở trong rùm, trong rơm, trong rạ, trong rú gì anh cũng lôi ra được hết trơn á. Thôi mời cả nhà ăn nha. Rồi ăn coi. Rồi xé em ơi. Em một tay xé coi. Rồi mình chơi tình cảm nha coi. Rồi xé cái coi. Rồi. Mình với bà xã mình ăn ở trong công viên nha cả nhà.
cái này đúng là món này là phải ăn ở công viên nha. Nè, bông nè, công viên. À, công viên nè, đẹp bông nha. Thôi ăn nha cả nhà. Mời cả nhà nha nè. Mời cả nhà đi cả nhà. Quá trời ngon luôn rồi. Quá trời. Cái này á người ta chấm muối ớt. Mà này mình không thích chấm ớt. Chấm muối ớt cũng được nha. Mình chấm với chấm gì cũng được cho ngon. Bây giờ mình ăn giòn ngon lắm. Mấy ẻm nằm ở trong này nè. Là phải mấy ẻm nằm núp trong này là mình phải ăn vậy nè. Coi coi ngon không nha. Giòn hết trơn mà. Quá cực ngon. Giòn. Thơm. Giòn mà thơm nữa cả nhà ơi. Quá cực ngon. Ngon quá. Có cơm nữa nha cả nhà. Muốn ăn ăn cơm, ăn kèm theo cơm nha. Nha. Ngay chưa có xải luôn không? Thơm. Ngon quá. Kiếm chân dài nào chưa mà khen. Không phải, nó là biểu tượng của tình yêu mà. Chịu cuộc sống mà. Đâu mày lo ra bắt em ra. Lo cái đùi ra. Lo em ra coi. Em có chân dài không? Em chân dài ha. Ăn vậy nó sao vừa ăn mà. Ngon. Nó vừa để mình chấm này luôn á. Bỏ cho chó ăn. Thôi. Xương bỏ cho chó ăn. Thôi. Thôi đi rồi. Những chuyện nó bu quá. Nè. Bỏ đâu? Con người mình á. Mình đừng có lúa quá. Vô đây ngồi với anh lúa là anh bỏ à. Anh bỏ đi á. Đi. Nè. Bây giờ mình kéo thêm em coi chân này cũng dài. Trời ơi, dài quá trời luôn cả nhà ơi, quá ngon luôn rồi. Nè cầm coi xé cái coi. Quá trời ngon luôn nè. Không, chấm. Chấm đường ớt. Mời cả nhà nha. Này nhai cái này ngon nè. Ngay ăn đi. Siêu nó mát. Xả. Rơm. Ăn mấy ẻm giờ phải đem ra coi mấy ẻm tại sao mấy ẻm trốn trong này mà mấy ẻm trốn hoài tìm không ra. Bây giờ mình tìm ra rồi mình sẽ ăn hết luôn. Hết đống rơm rồi. Giòn mà ha. Giòn mà nha. Giòn lắm. Cả nhà mình cũng muốn chia sẻ thêm và nói thêm nha cả nhà, các con cái cháu nha. Bây giờ Duy với Nan nó cũng tính cái chuyện nó bán ở trên mạng đồ, bán đồ vấn đề bên Thái cả nhà. Bà xã mình cũng đang nghiên cứu ra cái món mà cá cơm nổi tiếng Phú Quốc á, là tính là cá cơm khô nha, sẽ chế biến ra thành cái món mè cay nha cả nhà. Sẽ thử nghiệm nha, nếu mà ngon mà thành công đó phải không, mà ngon mà ăn chơi ăn vặt đó ok đúng không. Giờ gia đình giờ bà xã mình sẽ làm để mà chia sẻ và bán và cả nhà với các con các cháu ủng hộ nha cả nhà. Chào đi, chào cả nhà. Chào nha, hẹn gặp lại nha cả nhà, các con các cháu. Chào thân yêu. Sao vậy, nói cha nói chuyện mà mày nhìn vậy? Mày nhìn gì vậy? Người tào lao. Làm tôi đâu có mà quẩn mà nói lại 2-3 lần đâu trời. Mà chưa làm được mà tự tao nói ăn này là không có cho lương bụng gì trơn á. Mẹ ra, nhét xương đi mẹ. Ăn xương đi. Lương bọng. Lương bọng gì trơn á. Không cần. Tôi là tôi đi kiếm là mấy em mà trốn ở trong rơm trong gạ rồi. Tôi không có cần ai nữa trơn á. Tôi đâu có cần đâu. Ơi, không có lương đồ, tôi bỏ đói. Cái đồ nhà quơ. Nhà quê quá trời à, mình chịu hết nổi rồi. Mình cũng quê vậy nhưng mà đâu có quê bằng đó đâu.